Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh của Mạnh Tâm và tiếp tục xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay sẽ là một video về giới thiệu xe. À, cái nhân vật chính ngày hôm nay em muốn đem đến cho quý anh chị là dòng xe đến từ thương hiệu của Đô Thành. Với mã số loại là Đô Thành GMC IZ250. Thì đối với các phân khúc mà IZ250 này chắc chắn anh chị nghe anh chị cũng hiểu cũng đã gọi là mình hiểu sương sương được á, là con này nó sẽ ra cái tải là 2 tấn 490 nha quý anh chị. Chắc không thể nào ra tải 2 tấn rưỡi rồi, 2 tấn rưỡi là nó cấm rồi. Chúng ta ra cái tải là 2 tấn 490. Nếu anh chị chọn một dòng xe ở phân khúc mà tầm 2 tấn mấy mà thùng nó không cần quá dài như dòng 65, dòng IZ350, dòng IZ350 hoặc là IZ65 á, thùng dài 4,3 thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn nó hợp lý hơn, nó gọn gàng hơn là cái con IZ250 đây. Thùng nó sẽ dài là 3,7 nha quý anh chị. Hiện tại bên em đang vừa về một lô xe 4 chiếc IZ250 có thể gác thùng theo yêu cầu khách hàng, từ thùng tiêu chuẩn như là thùng bạc, thùng kính và thùng lửng, thì anh chị có thể đóng lên những kiểu thùng nó theo cái kiểu là cá nhân hóa hơn. Có nghĩa là ví dụ như anh chị có thể lên option như là thùng inox 304, inox 450, thùng nhôm này kia, vâng, rất là nhiều kiểu thùng. Hoặc là anh chị có thể phối lại theo yêu cầu, theo cái nhu cầu của chúng ta, thì bên em đã có xác xe sẵn để có thể giao liền cho quý anh chị ha. Hiện tại bên em đang có sẵn một xe IZ250 màu xanh có sẵn, và 4 xe xác xe IZ250 màu trắng cũng có sẵn luôn đó. Thì anh chị muốn kiểu nào bên em đều có thể đáp ứng được cho quý anh chị hết đó, rất là hợp lý luôn. Về cái thùng, mấy cái thùng này á, khi mà anh chị gác lên đối với cái thùng tiêu chuẩn đi, tại thường thường mấy cái con xe này là đa phần khách hàng họ sẽ lấy thùng tiêu chuẩn nhiều hơn. Xin được báo giá luôn cho quý anh chị nè. Đó, anh chị đến với em là giá cả nó sẽ rõ ràng trên video hết. Quan trọng là anh chị đúng nhu cầu, đúng chân là chúng ta chỉ cần vào việc vấn đề làm xe, làm như thế nào lấy xe thôi, chứ không phải là mua con xe với giá bao nhiêu. Tại vì em đã công bố giá sẵn rồi. Thì hiện tại đối với cái thùng tiêu chuẩn bên em đang để giá cho anh chị bao lăn bánh. Bao lăn bánh nha, nghe rõ, bao lăn bánh nó sẽ bao gồm là xe cộng thùng cộng bạc cộng luôn chi phí đăng ký xe tại Sài Gòn và các tỉnh giáp Sài Gòn. Thì em sẽ để cho quý anh chị là 340 lăn bánh đối với thùng mua bạc tiêu chuẩn. Còn thùng lửng chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn một xíu, khoảng tầm 5 triệu, như ví dụ như là 335 là thùng lửng, hoặc là thùng kính nó sẽ là tầm 345 đó. Mỗi một cái phân khúc thùng nó sẽ trên nhau tầm 5 triệu. Còn thùng mua bạc tiêu chuẩn thì bên em để cho anh chị là 340. Thì đối với dòng này anh chị trả trước cho em rơi vào cỡ tầm từ 80 đến 90 triệu là anh chị đã lấy được con xe này về rồi. Quá hợp lý, 80 đến 90 triệu là anh chị đã có thể có được một con xe để có thể chở hàng thay thế những dòng xe như là xe ba gác, hoặc là những dòng xe đã hết niên hạn, đã những dòng xe cũ đó. Thì anh chị sử dụng em xe này, một thương hiệu Đô Thành nó đã quá nổi tiếng và được rất là nhiều anh em tin dùng, thì không có ngại gì mà chúng ta có thể lăn tăn ha, chúng ta phải đi vòng vòng để tìm hiểu thêm một số dòng xe nữa. Cứ lấy 2 tấn 4 mà thùng dài 3,7, cứ lấy mạnh dạn lấy dòng IZ250 ngày chúng ta về, chúng ta đầu tư hơn quý chị ha. Đó, xe có rất là nhiều, thoải mái lên cho anh chị lựa luôn. Kể cả dòng 65 là vẫn có nha, IZ65 hoặc là 65 là hiện tại bên em đang có cái tải là 3 tấn rưỡi. Còn phân khúc mà 1 tấn 9 với 2 tấn 2 thì nó sẽ là cái dòng số loại là IZ350 nha. Đó, em nói thêm một xíu cho anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ xem một xíu về xác xi ha. Đó, 4 con xác xi luôn, xe mới cáo từ nhà máy. Toàn bộ đều là đời 2023 nha quý anh chị. Đô Thành thì chưa có đời 2024 đâu. Đó, xác xi nhìn rất là chắc chắn luôn, đục rất là nhiều lỗ. Thì khi mà anh chị chở quá tải thì một xác xi mà đục nhiều lỗ như vậy thì nó sẽ giảm thiểu được cái sự gọi là sức nóng khi mà chúng ta đè hàng nặng á, thì nó sẽ tỏa nhiệt ra, và những cái lỗ này giúp thoát nhiệt và giúp tăng được cái độ chịu tải hơn. Đó, vỏ thì do vỏ trước vỏ sau nó đồng nhau và sử dụng vỏ là 650/16, cho nên là nó sẽ có một cái vỏ sơ cua, và đây là thông số vỏ nha quý anh chị ha. Dòng này thì nó sử dụng là vỏ của thằng nào đây? Kasumina. Đó, nhíp thì là sử dụng nhíp 2 tầng như thế này đây. Đó, rẻ ha, 340 là quá rẻ, tính tức 780 là quá ok rồi. Mấy cái đèn hậu này kia, đây cho anh chị xem mấy cái đèn hậu nữa. Thích thì thay đèn khác, nếu mà không thích thì thay đèn khác, còn thích thì để luôn nha, nó nhầm. Đó, mấy dòng xe này thì được bảo hành là 2 năm 100.000 cây, được có phiếu bảo hành của Bình Ắc Quy luôn nha. Bình Ắc Quy bên em vẫn có phiếu bảo hành đàng hoàng luôn. Đó, sử dụng động cơ của GMC ha, động cơ GMC đây. Thấy không?
nó hơi mờ tí, tại em không có bật đầu cabin lên, em quay có một tay à, anh chị thông cảm nha. Đó, đây là về cái phần động cơ cũng như là khung sườn sexy, hộp số các kiểu. Mấy cái gọi là này kia theo xe là hiện chị có thể thấy đó, cầu lắp các thứ ha, ok ha. Cái đèn hông thì nó sẽ thay vì nó gắn ở dưới thì nó gắn bên đây nha quý anh chị. Rồi vô trong phần cabin xe, xe mình vẫn có là nâng kính bằng điện bình thường ha, nâng kính bằng điện bình thường. Ghế sẽ là ghế ba chỗ ngồi và sẽ là ghế da. Vô lăng của quý anh chị hai chấu ha, vô lăng hai chấu giác như là cái dòng đồng hồ của dòng Isuzu á, na ná kiểu vậy. Vẫn rất là đầy đủ thông tin nha quý anh chị. Rồi ở đây là mặt tốc lô xe thì nó sẽ có gì, máy lạnh chắc chắn là có rồi, nút bấm nguy hiểm và đầu radio. Ví dụ anh khi mà anh chị đến với em thì em sẽ tháo đầu radio này em tặng cho chị cái màn hình nữa đó, một cái khuyến mãi khi anh chị đến với bên em. Rồi tặng màn hình, tặng cam lùi và cam hành trình này kia, có tẩu thuốc một tầng thuốc ha. Chìa khóa thì chúng ta sẽ có đây là ngay đây nè, hai chìa khóa cơ và một cái lóc cửa tự động, lóc cửa từ xe, hai chìa khóa cơ. Rồi xương xương là vậy, hộp số là 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Rồi đó là giới thiệu xương xương về cái em xe EZ250 này. Chị nào mà đang có nhu cầu muốn đầu tư những cái em xe chất lượng ở phân khúc 2.4 đến từ nhà Đô Thành thì đừng ngại liên hệ với em, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị về vấn đề ngân hàng. Ngoài ra khi anh chị mua xe bên em, thời gian vay nó sẽ rơi vào từ là 2 năm đến 7 năm. Vay qua ngân hàng VPBank thì nó sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa là 75%. Anh chị không cần có chứng minh thu nhập, không mua bảo hiểm nhân thọ, không mua khoản vay, anh chị mua đúng một cái bảo hiểm thân vỏ là xong. Đó, tư vấn sau trên video là khi vào việc nó là y như vậy luôn. Rồi, về phần hỗ trợ mua xe, vay 4 trả góp. Anh chị chuẩn bị giùm em căn cước công dân của hai vợ chồng hoặc là giấy xác nhận độc thân khi chúng ta mua xe với cái hình thức là chưa có gia đình ha. Đơn giản vậy thôi, còn lại bên em sẽ hỗ trợ tận nhà, đóng thùng rồi sau đó là giao xe tận nhà luôn. Hỗ trợ ký hợp đồng tận nhà sau rồi, nếu mà anh chị đóng thùng thì em sẽ cho đóng thùng xong, làm giấy tờ xong rồi giao xe tận nhà luôn, khỏi phải lên lấy xe. Đó. Ngon là cành đào ha. Rồi, nếu mà anh chị nào mà đang có nhu cầu mua xe, muốn lên xem xe sẽ thử thì đến với em qua cái địa chỉ là 950 lộ 1A Tân Tạo Bình Tân nha quý anh chị ha. Cầu chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.